Xin chào mọi người, chúc mọi người luôn được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống nhé. Hôm nay Nga xin chia sẻ một phiên bản khác của bánh mì Việt Nam biến tấu với bột nguyên cám nha mọi người. Thật ra nếu mọi người làm bánh mì nguyên cám với công thức của bánh mì bột thường á, thì có thể làm ra thì bánh mì không được ngon lắm vì bột của nó rất là khô và sơ ha. Nên để cho ra một ổ bánh mì mà mình ăn hoài không ngán á, mà mình lại sử dụng bột nguyên cám. Vì bột nguyên cám á, ăn rất là tốt cho sức khỏe của mình ha. Thì mình phải biến tấu một chút nha mọi người. Thì đây là công thức nha, kết hợp từ công thức của bánh mì đen Outback Steakhouse. Nga có làm rồi và Nga sẽ để cái link ở bên dưới video này ha. Và Nga biến tấu với cái cách nướng của bánh mì Việt Nam mình để cho ra một kiểu khác của bánh mì Việt Nam, nhưng ăn rất là thơm và ngon mà lại tốt cho sức khỏe nữa. Công thức Nga có ghi trong video này và Nga sẽ có ghi thêm cho rõ hơn ở phần mô tả ở phía bên dưới video nha. Mọi người tham khảo và làm thử xem sao nhé. Nếu có vấn đề gì thì mọi người cứ nhắn tin cho Nga biết hoặc để lại comment. Nga sẽ giúp mọi người trong khả năng ha.
cơm coffee nè.